Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em chia sẻ với các bác cách lắp một chiếc bơm của van hút sâu dùng để hút cho giếng đào hoặc là hút đẩy công trình. Ví dụ như mình làm các cái công trình ở xa, mình cần nước đẩy xa hàng nghìn mét đấy các bác, hoặc là đẩy cao hàng vài trăm mét, thì các bác hãy làm theo em chế một chiếc bơm có van hút sâu để tăng lượng đẩy cho nước và hút được sâu hơn. Thì trên tay em đây là cầm chiếc cua 27 các bác ạ. Đây là đồ em đã cắt sẵn. Thì các bác hãy làm theo em nhé. Trước tiên mình gắn rắc cua cho máy bơm các bác. Vì mình gắn rắc cua cho máy bơm để sau này ví dụ như quá trình mình làm công trình hoặc máy móc có hư hỏng chi thì ta có thể tháo và đem đi sửa một cách dễ dàng các bác nhé. Trước đây em cũng đi làm công trình và nếu mà mình lắp bơm trực tiếp như thế này thì hút ở gần nó rất khỏe, nhưng mà yêu cầu mà đẩy xa đến đôi khi cả nghìn mét hoặc đẩy cao đến hàng trăm mét ấy, thì máy bơm hút trực tiếp sẽ không đẩy xa và đẩy cao được. Chính vì vậy nó sinh ra cái khó khăn đôi khi là cần phải khoan giếng để lấy nước hỗ trợ. Nhưng mà nếu như bác nào mà đi làm công trình xa cần lấy nước ở xa hoặc là mình cần đẩy cao á, thì các bác cứ lắp theo cái hình thức như em đây thì nó sẽ hỗ trợ được hết. Em đã dùng thử rồi và nó có thể đẩy xa đến hàng nghìn mét các bác, đẩy cao đến hàng vài trăm mét ok, vì nó có van trợ lực. Và khi các bác lắp hệ thống này, các bác chỉ cần lắp thêm cho em một chiếc rơ lia tự động nữa là ok. Ví dụ như trường hợp mình hút nước ở xa mà không ngờ ở gần máy được, có vấn đề gì trục trặc liên quan đến gập đường ống hoặc là tắc nước thì rơ lia nó sẽ tự ngắt cho máy. Chính vì vậy mình chế một chiếc máy này đem theo đi làm công trình hoặc hút nước tưới vườn tưới xa mà đất của các bác rộng thì nó rất tiện. Thường khi các bác tưới vườn, các bác kéo đường ống xa thì nó có cái bất tiện là khi các bác không muốn hút nước nữa thì các bác phải quay lại để tắt máy. Quãng đường mình đi nó rất xa và nó rất bất tiện. Nhưng các bác chế chiếc máy này thì mình chỉ cần chế thêm một chiếc khóa ở đầu dây tưới nước nữa. Khi mà mình không cần dùng đến nước thì mình chỉ khóa chiếc khóa lại thì chiếc rơ lia tự động nó sẽ tự ngắt máy. Lúc nào mình xả nước ra thì rơ lia nó sẽ mở, đóng máy lại cho mình thì lượng nước nó sẽ ra tiếp. Nó sẽ rất tiện cho mình và nó giải quyết được tất cả các cái khâu hút sâu, hút xa và đẩy cao. Đây là chiếc van hút sâu dùng để lắp cho giếng khoan các bác ạ. Van này thì nó dùng gioăng 48 nhá. Thì ở trên chiếc van nó có một tờ hướng dẫn. Thì khi nào các bác mua về mà ai mà chưa hiểu thì mình sẽ đọc cái hướng dẫn ở đây để hiểu thêm các bác nhé. Đây, cái tờ hướng dẫn này nó có vẽ hình và nói sơ về cái cách lắp van hút sâu cho giếng khoan đấy các bác. Thì đây, ở trên tay em cầm chiếc van ấy thì đường hút nó chỉ qua một chiếc lò kèn này các bác nhá. Đây em vặn lò kèn ra cho các bác xem. Chiếc van này là nó dùng đầu riêng 34-34 các bác. Khi mà các bác lắp, các bác để ý cho em một điều đây này. Ở chiếc van này á, nó quy định là hút sâu 30 mét. Nó ghi ở trên cái cuống lò kèn ấy. Thì khi mà mình hút, đây, mình đặt máy độ sâu nó mà không đến 30 mét á, thì các bác nới lỏng riêng ra cho em. Các bác nới lỏng ra vài riêng. Nếu như mà mình hút 30 mét thì mình sẽ vặn chắc lại. Còn ví dụ như mình hút tầm 20 mét thì mình sẽ nới ra 1-2 riêng.
Mình hút càng thấp thì mình càng nới nhiều dên ra các bác nhé. Và đây là chiếc ống 34, thì em sẽ đốt nong nó ra để đùn vào cuống răng các bác nhé. Thì bên dưới đầu riêng của van á, thì nó dùng riêng 34 và mình sẽ dùng một cái riêng trong 34-34 các bác nha. Ta gắn kiêu và vặn lại luôn. Đấy, các bác gắn kiêu và vặn lại cho em nha. Đây là chiếc T4827 các bác nhé. Thì các bác chuẩn bị cho em một đoạn ống 48 chừng 15 cm, các bác gắn một đầu lại cho em. Thì cái đầu nhất cúng van này, nếu bác nào mà nhận van chưa quyền ấy, thì ta có thể nong ra một ít. Đấy, cho nó dặn ra thành ống 49 để ta sau này ta nhận van cho nó dễ. Hoặc là các bác để nguyên đấy, sau mình nhận van cũng được, cũng không cần thiết là phải nong. Và đầu còn lại bên kia các bác cũng cắt khoảng 15 cm và gắn kiêu vào cho em nhé. Các bác xem video mà nếu thấy cái ý tưởng của em hay thì xin cho em một lượt đăng ký kênh, và có gì là các bác để lại comment bình luận ở phía dưới thì em sẽ trả lời và hướng dẫn các bác thêm một cách nhiệt tình nhé. Sau khi gắn cái ống hai đầu thì ta sẽ được một chiếc T như thế này các bác nha. Và đây là chiếc thu 4834 các bác ạ. Thì ở chiếc thu côn này á, nó có một chiếc G bên trong. Đấy. Các bác thấy em nhận ống là nó sẽ không co được. Chính vì vậy muốn giải quyết cái G này thì các bác bôi keo xung quanh cho em. Bôi keo xung quanh cái G của chiếc côn 4834 đấy. Sau đó các bác dùng lửa nhé, dùng bật lửa đốt và cho nó cháy đều xung quanh chiếc G đi. Các bác đợi khi nào mà mình nhìn thấy nó cháy liêm đều và cái đầu của côn nó hơi nhão ra, thì các bác dùng một đoạn ống 34 ta đẩy vào và xoay cho nó mất cái G đi các bác nhé. Thank you.
Sau khi làm xong thì ta sẽ được một chiếc côn như thế này các bạn. Và đây là cái ống mở nó có sẵn trong van nhé. Để ta dùng để bôi vào chiếc xoang, nhận vào ống 48 cho nó trơn và nó dễ các bạn. Nếu mà nó không có cái ống mở này thì các bác có thể dùng dầu ăn nhé. Đây em bôi mỡ xung quanh này, các bác cứ bôi xung quanh đều cái xoang đi. Sau khi đã bôi đều gioăng và đầu của chiếc ống 48 nhá thì các bác nhận vào. Ta nhớ là cái đầu của chiếc lo kèn này các bác nhận cho nó vừa tầm với lại cái lỗ 27 của chiếc T nhá. Các bác nhìn thấy em nhận này đấy. Em xôi cho các bác thấy là mình nhận cho nó vừa tầm. Đấy. Cái lỗ của chiếc van ra thì các bác nhận cho nó đúng cái đầu T, nó hút nước sẽ khỏe và mạnh hơn nhá. À, sau đó các bác dùng kiều để bôi lại ở trên đầu ống 48 trên và gắn chiếc côn vào. Đây là chiếc T27 các bác. Thì các bác bôi kiều cái T27 này và gắn vào bên trên đầu của máy bơm này, chiếc Jacko 27 nhé. Sau khi gắn chiếc T27 xong thì các bác gắn chiếc khóa lên bên trên chiếc T27 nhé. Đây là chiếc van các bác. Chiếc van này thì mình có thể lắp theo nhiều cách các bác nha. Ví dụ như là các bác lắp hút thẳng như thế này. Đây. Để cái đường hút đi nó thẳng nó khỏe. Đây em sẽ quay chiếc T lại. Đây. Ta sẽ lắp thẳng thì ta sẽ lắp hình thức như thế này nhé. Khi ta lắp ở cái đầu T của T4827 thì ta sẽ nối cho nó chạy lên chiếc T27 bên trên khóa nhé. Đây. Để sau này đường nước hút lên nó sẽ hồi súng và trợ lực các bác.
Hoặc là các bác lắp cho giếng đào á, thì các bác đưa bộ van hút sâu này xuống gần sát đáy và các bác nối đường ống 34 và 27 lên. Đấy là lắp được, nhưng mà ở đây thì để chế tạo và lắp cho tưới vườn hoặc tưới công trình mình đem đi đem lại nó thuận lợi và nó không bị vướng thì em sẽ lắp chiếc cong 34 vào các bác ạ, và sẽ lắp cho nó cua vòng quay lại để trông nó gọn nhẹ và nhìn nó mát mát hơn các bác nhé. Đây các bác gắn cho em hai chiếc cong 34 như thế này. Và để bắt được van điều áp á, thì các bác dùng chiếc T27 này nhá. Nếu các bác cúa chiếc T Gen 27 21 càng tốt, nhưng mà đây em không cúa thì em sẽ dùng chiếc Gen 21 21 nhá. Em sẽ gắn vào chiếc T 27 các bác. À. Như thế này là các bác đã được một đầu Gen 27 21. Sau này mình chỉ cần vặn chiếc dưa lìa từ ngắt vào là ok thôi các bác. Sau đó các bác gắn một đoạn ống 27 chừng 20 phân vào cho em. Và sau đó ta sẽ gắn xuống chiếc T 4827 các bác nhé. Thì ở cái đầu dưa lìa này các bác quay cái chiều nào cho nó hợp lý, nó đẹp là được. Thì em sẽ quay sang đằng trước nha. À, em sẽ quay sang đằng trước và sau đó em sẽ nối thêm một đoạn ống để gắn lên chiếc T của 27 vào khóa nữa là ok, coi như xong phần chế tạo máy các bác. Như thế này là em đã chế tạo xong một chiếc bơm van hút sâu trợ lực của dưa lìa tự ngắt rồi các bác nha.
Về phần cái dơ lia tự ngắt ấy, thì ở đây em hết cả dơ lia rồi. Cho nên là các bác nếu mà ai mà muốn chế thêm cái phần dơ lia thì các bác vào phần mô tả, và em có làm một video chế tạo dơ lia tự ngắt ở bên dưới, thì các bác vào link xem để chế tạo thêm nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Mong các bác nhớ đăng ký ủng hộ kênh Trường Dâu. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.